Bộ Công Thương cho biết trong 7 tháng đầu năm 2016, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,2% so với cùng kỳ, kim ngạch xuất khẩu đạt 96,8 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu đạt 95 tỷ đô la Mỹ, xuất siêu 1,8 tỷ đô la Mỹ. Đánh giá chung về tình hình hoạt động tháng 7 và 7 tháng đầu năm của ngành công thương tại hội nghị giao ban trực tuyến tháng 7, các đại biểu đều nhất trí cho rằng trong công tác chỉ đạo điều hành của Bộ Công Thương đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là việc các đơn vị thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ trong phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân, thúc đẩy chính quyền điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, cổ phần hóa, xử lý các kiến nghị liên quan. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho rằng, dù đã đạt được những kết quả nhất định, song vẫn còn nhiều khó khăn. Thứ trưởng đề nghị các tập đoàn điện lực, tập đoàn dầu khí, tập đoàn than khoáng sản Việt Nam cần có giải pháp đẩy mạnh phát triển, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng, không bị động trong cung ứng điện, đẩy mạnh sản xuất dầu khí và than, tiếp tục triển khai xúc tiến thương mại tại thị trường trong nước và ngoài nước, đẩy mạnh xuất khẩu, v.v.